nhân trong gia đình tôi. Đấy là hành phần cốt cán trong đạo Phật. Con là Vũ Văn Phong này, 38 tuổi, tức Vũ Bảo Hòa 40 tuổi, có thê là Nguyễn Thị Điển 33 tuổi, cùng đồng gia Nguyễn Đặng này, nguyên quán là tại đội 10 thôn Nhân Tư, xã Cẩm Trễ, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Lấy nhờ con chọn ngày lành tháng tốt, ngày tốt tháng thiêng này, về tại ngày tốt tháng thiêng này, ngày thiêng này tháng hợp, vào giờ bình an cũng như bù tiện, toàn gia tín chủ này cùng hợp đồng này, hội đồng này, hội đồng dòng tộc họ Vũ tộc tiên tiếp hậu phối Nhân Lư tại thôn Nhân Lư, xã Cẩm Trễ, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, là vào giờ Dần ngày 12 này tháng 2 năm Canh Tý niên, là có xin này dâng ngai ban nhận dâng ngai này tại nhà thờ họ Vũ tộc tiên tiếp để thờ phụng hiền tiên này hậu hiến tiên để tố cáo hậu thần Vũ Lệnh Công phụ quân, cùng lề báo quan dâng ngai là bài vị nữa, nhưng nay là vì này trong gia chủ này cùng với cả các ban này ngành này quản lý này nhà thờ này và cùng họ hàng này dòng tộc họ Vũ tộc tiên tiếp hậu phối Nhân Lư là chưa làm xong, mới này là hiến tiên tố cáo hậu thần Vũ Lệnh Công phụ quân và hiến tiên tổ tỷ Vũ Lệnh Nhụ Nhân cùng lề tứ là tạ đất chuộc đất nhà thờ họ Vũ tộc tiên tiếp hậu phối Nhân Lư và tạ đất tạ long mạch. Làm con phải như tốt biên, ngày đêm phải như đặc đề. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.